Vâng, em chào các bác nha. Ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng để giới thiệu đến các bác một cái mẫu đầu tép giá rất là bình dân thôi, nhưng mà tiếng thì rất là tốt. Đấy, đây là chiếc đầu tép của hãng Sansui, model của nó là SC333S. Dòng này thì nó sử dụng cái kiểu bỏ băng của chúng ta là dùng tay chúng ta bỏ vào nhá, giống như những cái đầu cao cao cấp của thằng Pioneer CT đấy ạ. Đấy. Đấy, nhấc băng bỏ vào các bác nhá. Và nó phô cái băng ra nhìn rất là đẹp. Đấy, thì lát nữa thì khi bật lên thì nó có đèn nó sáng nữa, các bác nhìn nó rất là đẹp này. Đấy. Đấy, cháu có cái đèn nền ở đây nó hắt ra các bác này. Đây đèn nền đây. Và hàm từ nó này các bác nhìn này, hàm từ này rất là thuận tiện cho các bác nó vệ sinh này. Đấy, Sansui các bác nhìn nhá. Từ của nó là từ Sansui, có chữ Sansui các bác nhìn này. Đấy. Từ sắt nhá. Các bác nhá, từ sắt đấy. Đấy. Em tiếng nó rất là mộc ạ. Em thử mời các bác cùng nghe nhá. Size chuẩn của chiếc này nó đều là size 43. Mặt phay nhôm, size 43 và có cả nút âm lượng đầu ra. Chỉnh Dubai, chỉnh cả Equalizer cho các chế độ băng, metan, tiếp 2, Nockman. Đấy, chỉnh cả bias. Đấy, đèn đồng hồ cho đồng hồ Coptermet. Đấy, đèn đồng hồ tia. Đây là dạng đồng hồ tia các bác nhá. Thiết kế dạng răng chìa răng vẩu này, các bác nhìn này. Đấy, đây nó sử dụng Direct Rolex này này. Đấy, cái công nghệ của nó đây là Direct này. Đấy. Dòng này thì chất âm khá tốt các bác nhá. Đấy. Trong cái tầm tiền nó chỉ tầm 3 triệu rưỡi thôi. 3 triệu rưỡi thôi, như thế này là tốt rồi. Vâng ạ, và còn là cái thêm nữa là một cái option cho các bác là 3 triệu rưỡi thì em tặng các bác một cuốn băng nữa. Đấy, cuốn băng như em thâu là băng 90 phút, có thể là Maxen hoặc TDK tiếp 2 là 250.000 đồng một cuốn. Nếu bác nào mua là 250.000 đồng một cuốn. Còn các bác mua đầu tép như thế này thì em đang có chương trình em tặng các bác một cuốn băng em làm sẵn và giá là 250.000 đồng một cuốn. Đấy. Thì 3 triệu rưỡi là các bác đã được tặng một cuốn băng rồi. Đấy, thì mời các bác cùng nghe nhá. Các bác lấy băng gì thì báo lại thì bên em sẽ làm cho các bác theo cái chương trình băng đó. Được chưa ạ? Đây là chất âm của nó đây ạ. Xuân son nét ngả cuốn trăng tình em cao bút trường xưa gặp anh em ước mong gì hơn cho anh bông hồng còn thắm cho anh trái ngọt vườn thơm còn gì cho nữa tiết thì ngon các anh nhá. Tua thì rất là nhanh luôn này. Đấy, tua trái tua phải ok hết này. Hoa trắng sang cầu. Ta nhìn nhau. Đó. Chiếc này là chiếc cỏ sẵn sân xui các anh nhá. Chiều dày của nó khoảng tầm 16 17 cm đấy ạ. Đấy. Mặt mũi rất là đẹp các anh nhá. Mặt mũi rất đẹp. Giá 3 triệu rưỡi tặng một cuốn băng. Giá cực kỳ êm luôn ạ. Đấy, và ngoài ra thì cũng còn một cái vài cái mẫu đầu rẻ tiền nữa. Đấy, thì em hôm nay sẽ lên sóng giới thiệu cho các bác luôn. Đấy, rất là rẻ thôi, từ 1,5 triệu này, 3 triệu, hơn 3 triệu, này, hơn 2 triệu này. Đấy. Thì các bác nào mà thích những chiếc nào thì cứ báo lại cho em. Yeah. Em sẽ test và em gửi qua Zalo riêng cho các bác. Đấy, thì với những quan điểm của em ấy thì bác nào mà chúng ta đang có tầm khoảng hơn 3 triệu ấy thì chúng ta cũng không có nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà để lựa chọn được những chiếc đầu tép hay thì nó không có nhiều trong cái phân khúc tầm tiền. Đấy. Thì đây là những chiếc đầu tép mà em cũng cố gắng làm sao thì đưa ra được trong cái tầm tiền là một, thứ hai là cũng tuyển về cái chất âm làm sao cho nó tốt để phục vụ các bác. Đấy. Thì đây là chiếc đầu tép của hãng Sansui. Chiếc này thì có công suất là điện áp là 100V, công suất là 10W. Đấy, 10W các bác nhá.
đấy, thu phát nó hoàn hảo luôn ạ. Vỏ sắt, vỏ chiếc, đáy đít đáy là cũng rất là đẹp đấy. Bác nào quan tâm thì liên hệ với Hoàng Giao luôn. Số hotline của bên em là 0975884009 các bác nhé. 3.500.000 đồng cho chiếc đầu tiếp của hãng Săn Xui, và tặng các bác một cuốn băng đấy. Cuốn băng sẽ là băng tiếp 2 các nhé. Em sẽ tặng băng tiếp 2 chứ không tặng băng tiếp 1 ạ. Nên là nó rất là giá trị ở cuốn băng, và cũng như là cái băng tiếp 2 ấy, thì khi các bác thử băng ấy, các bác thấy là tiếng nó rất là hay. Đấy, tiếng rất là tốt. Đấy, thì các bác nào thử nghiệm, trải nghiệm cái băng của bên em làm, và nếu mà thấy hay và thấy tốt thì chúng ta có thể ủng hộ nhau, và cũng như có thể làm thêm những chương trình khác. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều. 3.500.000 đồng cho chiếc đầu tiếp của hãng Săn Xui, model SC33S, và tặng các bác một cuốn băng. Đấy, băng tiếp 2 các bác nhé. Về các bác nghe thử. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Và giá này em không bao ship các bác nhé. Giá này là giá bán tại cửa hàng, và đã có tặng băng rồi, nên là tiền ship thì các bác vui lòng trả cho ship. Đấy, thì bác nào ship hàng toàn quốc các bác nhé. Ship hàng toàn quốc. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo của Hoàng Giao luôn.